Đây rồi, thành phố Bắc Giang quê hương mình bây giờ các bạn ơi. Chỉ cần mưa một cái là thôi thành sông ngập túm. Nếu mà có thể tập bơi cũng tập bơi được. Ôi trời ơi. Đi thẳng. Thế này bao giờ chỉ cần mưa một cái là ngập hết. Ngập túp tùm tùm luôn. Đây là thành phố Bắc Giang đây. Đây là khu vực dân cư số 2, khu vực dân cư mới. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn ngập các bạn ạ. Ngập vẫn còn và khủng mơ khiếp luôn. Trời khủng khiếp này á. Này các bác đi xe máy cũng vất vả bớ. Đi chậm thì không phải ướt hết mọi người chết nhỉ. Nước ngập chập cả đèn xanh đèn đỏ rồi, giờ không có đèn xanh đèn đỏ rồi. Tiếp tục lại đến khu vực nước. Xe mình cao còn đỡ các bạn ạ, những xe thấp thì rất nguy hiểm, có thể chập nước vào điện là sẽ bị chập cực kỳ nguy hiểm luôn. Thôi đi chậm một tí, không thì cái bác xe trước kia bác đi có kiểm tranh đâu. Lại dí vào đít với ba cái thì toi. Úi giời, bác này bác đi kiểu gì này, không lẽ mình lại vượt trước. Thôi em xin phép em vượt trước nhé, em đợi bác đi lâu lắm. Không đơn giản thế nào. Đây là quảng trường các bạn, ngập quá khủng khiếp luôn.
thống thoát nước kiểu gì thế này? Ồ ồ, bao giờ mới ok được đây? Vâng, đây là cái con phố mới nhất, đẹp nhất, nhưng mà cứ mưa thì lại là bị ngập nhiều nhất đấy các bạn. Nếu có ngôi nhà thì tránh cái khu vực này ra nhé các bạn nhé.